Xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh Hải Đảo Quê Tôi của mình. Như vậy là mùa bắc đã kết thúc rồi các bạn. Thời tiết đã chuyển sang mùa gió nam. Hôm nay đã là ngày 17 âm lịch. Các nghi mạnh lùi của đảo Phú Quý đã tiến hành ra khơi rồi các bạn. Còn đây là một chiếc ghe thúng. Ghe này là đi câu mực trái các bạn. Theo một số thông tin thì ghe này là của Ty Phân Bình Thuận. Ngoài cửa cảng thì những chiếc ghe cào vào đúc gió các bạn. Hôm nay trời gió nam nên biển khá là sóng. Chiếc này là của Vũng Tàu, ghe cào, ghe cào đôi các bạn. Chiếc ghe cầu mực trái đang có chạy vào bên trong bến cảng này. Trên ghe có khoảng chục cái thúng các bạn. Thúng này đi cầu mực trái này. Hôm nay thì rất là ít ghe vào bến cảng đảo Phú Quý. Chỉ có những chiếc ghe cào Vũng Tàu có tầm khoảng 6 chiếc các bạn. Đều là những chiếc ghe rất là khủng luôn. Chiếc này đang có thả neo. Trời khá là gió nên máy quay của mình rất là rung lắc các bạn. Nếu các bạn xem hình ảnh nó bị rung lắc thì hãy thông cảm cho mình. Vì quay những video ngoài biển thì độ chuẩn của nó khá là khó khăn các bạn. Chiếc này đang có thả neo này. Hôm nay thì ghe mạnh chụp phân xa cũng không ra khơi các bạn, đang có neo ngoài cửa cảng này. Vẫn là một màu sơn liên thông rất là đẹp, kiểu dáng này là quá chuẩn luôn các bạn. Ghe này hành nghề đảo Phú Quý cũng nhiều năm rồi. Kiểu dáng của ghe Vũng Tàu này khá là giống với ghe Bến Tre và của Kiên Giang các bạn. Số ghe Vũng Tàu thì có những kiểu dáng rất là đặc trưng. Kiểu dáng này thì nhìn ghe rất là khủng các bạn, mũi khá là cao luôn, cabin thì 2 tầng. Mùa này thì giá cao hoạt động khá là ít. Khi đến mùa nam là mà mùa vụ chính của các ghe lưới bơi. Lưới vây là của Bình Định các bạn. Hôm nay thì mình cũng đã thấy xuất hiện một số ghe lưới vây của Bình Định đang có neo ở biển mặt sau của đảo Phú Quý, chuẩn bị sẽ đến một mùa vụ. Hy vọng là mình sẽ có thời gian để đi quay ghe lưới vây, vây cá ngừ cho các bạn xem. Trước thì mình có đi quay ghi lưới vây cho bạn xem. Tuy nhiên gặp điều kiện thời tiết sóng chớp nên máy quay của mình đã bị nhiễu các bạn, rất là tiếc. Những chiếc ghe giả cào Vũng Tàu đang có cặp vào nhau này. Chiếc khá là khủng các bạn. Trong bến cảng thì còn một số ghe lưới của Bình Định mọi người chưa ra khơi bạn. Đây như chiếc này là của Bình Định này, có số hiệu là 921707. Phía sau là những chiếc ghe thúng cầu mực trái của Ty Phân. Ghe Ty Phân kích thước khá là khiêm tốn các bạn, tuy nhiên chở thúng khá là nhiều. Một chiếc ghe Vũng Tàu nữa cũng vừa mới chạy vào này, đang có chuẩn bị thả neo các bạn. Đến mùa nam thì là mùa vụ mực thẻ các bạn, thẻ trên đảo Quý. Năm trước thì mực thẻ trên đảo Quý cũng khá rộng luôn, phải nói là nhiều nhất trong lịch sử luôn. Một cái mùa rất là ấm no. Hy
vọng năm nay sẽ như năm trước các bạn. Mới được lạnh vừa rồi thì ghe biển đã không khí đúng khá độc bất đắc. Thời tiết những tháng gần đây thì rất là ổn định luôn, rất là thuận lợi cho việc các ghe biển ra khơi đánh bắt các bạn. Chỉ có một tháng Tết là thời tiết khá là thổi. Chiếc này đang có chuẩn bị cập bờ, hai chiếc đã neo đậu xong và chiếc này là chiếc thứ ba đang cập bờ các bạn. Hôm nay 17 âm lịch, các ghe biển đã ra khơi nên bến cảng đảo Phú Quý khá là rộng rãi các bạn. Khi đi đánh bắt xa bờ, thường thì các ghe mạnh lùi của đảo Phú Quý sẽ xuất bến tầm khoảng ngày 17 âm lịch đến khoảng ngày 10 của tháng sau thì sẽ về bến lại các bạn. Chuyến biển kéo dài tầm khoảng hơn 20 ngày. Vâng, như vậy là ba chiếc ghe giã cào đã cập vào nhau này. Vì gió nam nên mình ở biển mặt trước sẽ chỉ quay được phần sau của ghe các bạn. Thì biển mặt sau thì mình sẽ quay được mặt trước. Như vậy là chiếc ghe thúng đã vào neo đậu sân và đang có chuẩn bị đặt chủ ghe các bạn. Chiếc thúng này sẽ được thả xuống và mỗi ngư dân sẽ hành nghề câu mực trái. Đảo Phú Quý có khá là nhiều dạng các bạn nên mực trái khá là nhiều. Đây khu vực biển mặt sau thì những chiếc ghe lưới vây cũng đã có mặt. Chiếc này hình như là của Phú Yên các bạn, rất là hiếm hôm nay mới gặp lại ghe Phú Yên này. Thêm một chiếc ghe của Phú Yên nữa. Nhìn ghe rất là cũ các bạn. Thường ghe Phú Yên thì khá là mới nhưng chiếc này khá là cũ này. Ngoài khơi là những chiếc tàu chở hàng container cũng đang có hành trình đi trên biển, trên đường quốc tế các bạn. Thì đảo Phú Quý có đường biển quốc tế chạy ngang nên khá là nhiều tàu container chạy lên hải trình này. Nếu các bạn thích nhìn tàu container thì mình sẽ quay cho bạn xem. Đây là những chiếc ghe lưới vây của Bình Định đã có mặt tại đảo Phú Quý rồi bạn, chuẩn bị cho một mùa vụ mới, một mùa vụ chính. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn yêu mến kênh của mình thì hãy đăng ký mình để mình có động lực ra nhiều video tiếp theo cho bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.